Anh hai. Dạ. Bây giờ em có kèo này, anh dám chơi không? Anh biết việc lót mà đúng không? À biết, rồi sao? Giờ Vietlott đang có sản phẩm Mat 3D Pro giải thưởng tối đa lên tới 30 tỷ. Bây giờ anh em mình chơi kèo này, lụm được 30 tỷ là dẫn cả hộ qua Canada ở luôn. Anh thấy sao? Tưởng gì? Dễ ăn quá, cha con đang ăn hết rồi, chắc tới phiên mày á. Biết là không có dễ ăn, nhưng mà em đã có cách. Quan trọng là anh có dám chơi hay không thôi. Ê sao tỏi ghê quá mày ơi, hay mình về đi. Chửi, chưa gì đã sợ rồi, nhát gan này sao vào được. Tới nè, cũng đi. Rồi giờ sao nữa mày? Bây giờ để em mở app soạn tin nhắn mua vé cho tụi mình. Dễ rồi cũng không ai mở cửa để mà mình lại từng nơi mua đâu. Mua qua tin nhắn cho nó nhanh gọn, đỡ mất công đi lại. Mà mày có chắc là chúng không? Chứ tao hay nghi lắm á. Chắc mà. Mỗi thằng kia nó cúng xong về nó trúng 2 tỷ đó. Mà đó là nó mua cái 2 tờ nha. Mà bảy này bà linh lắm. Bây giờ tụi mình mua 20 tờ, chuyến này trúng xong qua Canada du lịch, rồi mua nhà bà nó luôn. Sao này, rồi chưa, đúng không? Ủa, cái động. À, vậy là chúng rồi đúng không? Chúng rồi mới cạo đầu nè. Ý, chưa tôi nói mà. Sao, đúng nhiêu, ba chục tỷ hả? Chúng 40 cạo đầu 50 lỗ 10 ngàn.